Ngày mới em xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì sáng hôm nay em rảnh một buổi sáng ngày hôm nay nè cả nhà. Thì có thể là đi nguyên ngày luôn tại vì bữa giờ cũng không có đi, mà có mấy cô chú anh chị gần nhà cũng đặt mặt ong của em. Thì sáng ra em nhìn đây em thấy được một ổ này mọi người, ở sau lưng em nè. Đó là thấy một ổ, rồi trước mặt em có một ổ nữa. Bây giờ em sẽ bắt từng ổ cho cả nhà mình xem nha. Ổ nào thấy trước thì bắt trước nha cả nhà. Này nằm trong này nè. Ổ bên kia em thấy là nhỏ à. Ổ này không biết lớn, chắc còn nhỏ luôn chứ gì. Mà cũng được cả nha, cũng ok nhưng mà cũng có phấn. Treo lại để cho nó. Ngày qua em bắt ok luôn. Đó kìa. Rồi, ổ này không có cái kèo rồi. Ổ này giống ổ gắt tàn cả nhà ơi. Anh em nào gắt tàn lại á. Nè, ổ gắt tàn mà mặc ghê không? Đúng ổ gắt tàn luôn. Hồi đợt trước em đi em thấy ở trong cái lùm này có một ổ mới về to lắm nè mọi người, mà bây giờ ra thì bắt mất tiêu. Được hai cục là cũng được ok chứ cả nhà. Bây giờ em đi ra dắt vô vỏ rồi đi tiếp thôi cả nhà ơi. Trời hôm nay hơi bị ui ui nha. Đằng cái góc bên kia kìa. Ở ngay cái lỗ đó đó. Đi nè. Là em thấy có một ổ đó mọi người. Nhưng mà bây giờ muốn qua đó thì phải vòng một đường này qua đó. Khi nào qua tới nơi em bắt cho cả nhà xem nha. Em đã đi tới cái vị trí mà có cái ổ ong hồi nãy em đứng ở ngoài em thấy nó vô ra cả nhà, nhưng mà tới đây thì chưa tìm được nó ở đâu hết cả nhà ơi. Nó ở đâu đây thôi. Mà vẫn chưa xác định được là nó nằm cái chỗ nào.
À bên kia kìa, góc bên kia kìa mọi người. Chà, nó dày. Vẫn chưa thấy luôn. À kia rồi cả nhà, thấy được trong kia rồi. Ui cha, nó nằm dây thôi chứ bó tay. Con này thì dây rồi nó chằng nhiều lắm nè, cách không khéo là nó bể đó. Chảy rồi. Đi ra nữa thì nó sập. Lấy được to ghê nhưng mà mực cũng được cả nhà ơi. Dây rồi nó chằng chảy tè le hết nè. Ở trong đây cái không gian nó chật quá, quay không quá. Con này lớn ghê chứ, mạnh luôn. Dắt vô thôi cả nhà. Ủa này bự nè, nó mật thì đầy hết trơn á. Hơi khó bắt chút nhưng mà không sao, lụm được rồi là ok à. Tiếp tục thôi cả nhà. Em đi sáng giờ ngoài kia không có cả nhà.
cái em đi vô lại cái cây tràm mà năm đợt vừa rồi á, đợt vừa rồi em đi với vợ em á, là em đứng em ngó cây này nè mà không có rồi. Giờ em thấy cái ổ nằm bên cây này, thì bây giờ trên cái cây đó có một ổ nha mọi người. Thì giờ cái lùm này là cũng có một ổ này. Đó, nó nằm đang thù lùi nằm trên nha. Khó bắt ghê cả nhà. Bây giờ để lên đó em bắt nha cả nhà, coi thử mật mẹt nó nha như nào đây. Cái cây này là kín bao vây luôn cả nhà ơi. Cây này nhỏ quá. Gì cây này nó nhỏ gãy rất nha. Ở đây ông ốm nhưng mà mật thì đầy, cũng ok cả nhà, mật đại. Quá trời kinh. Thành quả sáng giờ đây cả nhà. Ổ ong hơi lép thôi nhưng mà mật nó cũng đầy lắm đó nha. Tạm thời bỏ đó cái đã. Ổ này thì càng khó bắt nữa. Ổ này nó nằm tuốt mà ngon luôn. Nghỉ xíu rồi cả nhà ơi, nghỉ xíu có sức rồi leo. Giờ vậy nó mắc à. Kín. Được hai tổ gần nhau, tổ này mật cũng được cả nhà. Nói chung là nó không có nù thôi chứ còn nó mật thì đầy á. Được hai tổ này. Ok rồi, dắt vô thôi cả nhà, sáng giờ cũng được một mớ rồi nè.
đi thôi. Em thấy có ổ nhỏ này mọi người. Nhỏ này không có phấn ngon ghê luôn. Trong cái lùm này có một ổ nữa mọi người. Làm Em ngày hôm nay em đi về để dắt cho cái cô ở gần nhà cả nhà, cho nên là em không có cạo phấn gì hết, mà ong nó cũng có phấn nữa, không có cạo phấn luôn, để vậy luôn, rồi về là mình gọt chắc cái cục mật này không cho nó nhanh. Tiếp tục thôi cả nhà. Ở đây có một ổ cả nhà, mà nó nằm ở trong cái lùm này mà em dí sát cái con mặt vô luôn mà không thấy cả nhà. Nó rậm mà nó tối quá đó, dí sát mặt vô luôn mà không thấy. Kiếm có cái cây gì này nè.
Đó, được thêm một tổ cả nhà ơi. Dắt vô vỏ thôi. Đây, thành quả ngày hôm nay của em đây cả nhà ơi. Về nhà đấy cúp điện luôn rồi. Thành quả ngày hôm nay được nhiêu đây tổ này. Thì cũng gọi là cũng may mắn nha cả nhà. Chứ hồi sáng em đi em cũng gặp có mấy anh em ngoài mà mấy ổng cũng không được mấy ổ nhỏ nhỏ à. Em gặp được một ổ lớn à. Với hai ổ dưa dưa. Rồi em cũng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu để xem video của em nha. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những clip sau của em nha.